Chào các bạn, mình là Riker và mình là Rito và mình đến từ Miakem. Và chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn bài 14 trong chương trình Battle Flare. Và đến bài này chúng ta sẽ cần một chai flare và một costume. À, mình sẽ hướng dẫn động tác này một lần. Đây động tác làm chậm. Sao cho khi mà mình làm nhanh nó được một cách đồng đều, sẽ làm lại đó. Đó, các bạn cứ luyện tập nhiều các bạn sẽ quen được và trơn tru. Khi làm tác này thì sẽ cho khách hàng cảm thấy là tác bạn rất là chuyên nghiệp và rất là dễ thu hút ánh nhìn của khách hàng. Và đấy là bài số 14. Hãy luôn luyện tập cho chị nhé. Xin chào các bạn.